Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ giải Unit 11 at the bus stop tại điểm đỗ xe buýt. Ở phần này chúng ta sẽ giải xếp bài tập lần lượt đi các bài nhé. Number 1, look and match. Running, running là chạy. Chúng ta sẽ đối với bạn số 3, running. B, truck, truck là xe tải đối với số 4. C, sun, sun mặt trời, number 1. Và D, bus, xe buýt, number 2. Number 2, listen and circle, nghe và khoanh. Chúng ta sẽ nghe 4 câu. Mỗi câu có hai bức tranh và chúng ta sẽ nghe tình huống và khoanh bức tranh tương ứng. Khi mẹ cùng nghe nhé. Unit 11. At the bus stop. Page 34. Activity 2. Listen and circle. 1. She's running. 2. It's a bus. 3. It's the sun. 4. The truck is moving. Number 3, look and judge. Ở đây chúng ta sẽ đến với letter U và chúng ta sẽ cùng nhìn và tô cách viết của letter U các em nhé. Đây là capital là chữ in hoa và đây là chữ nhỏ chữ in thường. Number 4, look and write, then say. Ở phần này chúng ta nhìn, viết và nói. Câu số 1, running. Number 2, track. Number 3, bus. Và cuối cùng đó là sun. Number 5, read and tick or cross. Đọc, tick hoặc là gạch. Câu số 1, the sun. Ở đây chúng ta thấy đám mây, vậy là chúng ta sẽ cross. Number 2, running. Bạn đang đọc sách, vậy cross. Number 3, a bus. Một chiếc xe buýt, chính xác. Tick. Và number 4, three trucks. Right. Number 6, game. Circle the words, then say. Hãy khoanh tròn từ và sau đó hãy đọc từ đó. Chúng ta có từ sun. Vậy chúng ta sẽ tìm chỗ nào luôn. Chúng ta sẽ khoanh sun. It's the sun. Number 2, running. Running letter R first, so running. Number 3, bus, bus here, right? And last we have truck, truck. Okay. Number 7, project. Hãy tô màu xe buýt, mặt trời và chiếc xe tải sau đó chỉ và nói. Ở đây chúng ta hãy tập tô màu nhé. Ở đây chúng ta hãy cùng luyện nói theo mẫu câu. Đó là cái gì? Vậy chúng ta hãy cùng viết that's a bus. Đó là một chiếc xe buýt. Number 2, that's the sun. Đó là mặt trời. Number 3, that's a truck. Đó là một chiếc xe tải đấy các em ạ. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo nhé.